Xin chào các bạn, nay mình tiếp tục review ốp lưng cho Xiaomi Mi 10T Pro nữa đây. Mẫu này tên là ốp chống sóc hình tổ ong, có 5 màu lựa chọn. Màu đen với màu trong suốt khá giống nhau, có màu đỏ, màu xanh lá và xanh dương. Mình lắp thử màu xanh dương vô máy trước. Ốp ôm phun máy rất chắc chắn nha, các lỗ cũng được khoét chuẩn theo máy. Phần camera được che toàn bộ bảo vệ, nỗi ám ảnh xài điện thoại camera lòi này đã tan biến. Viền đen là nhựa TPU dẻo nên rất dễ dàng tháo lắp. Nhớ là tháo từ viền dưới trước nha, còn lắp vào thì lắp từ trên xuống, bên camera lắp vô trước. Ốp lưng thiết kế hai mảnh tách biệt nhau khá đặc biệt, viền TPU dẻo màu đen, mặt lưng trong suốt màu, là nhựa PC cứng trong, nên khi xài thời gian dài sẽ không bị ố vàng. Màu xanh lá mình thấy đẹp nhất nè, phím bấm lòi, nên tăng giảm âm lượng bấm rất nhẹ. Màu đen nhìn bụi hơn, trong suốt thì sạch sẽ hơn, vì máy của mình màu trắng nên cảm thấy vậy. Màu đỏ đậm cá tính lắm nha, bốn góc dày chống sóc. Mẫu này shop có hàng cho các dòng Xiaomi khác nữa. Cảm ơn bạn đã xem.